Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. Thì hôm nay tiếp tục các video chia sẻ về chủ đề trồng cây cảnh, thì mình tiếp tục chia sẻ các bạn về cái cách trồng thủy canh cái cây trầu bà nhé. Đó, thì hôm nay cũng có thời gian rảnh rỗi và thứ hai là mình cũng muốn làm một cái chậu thủy canh để mình để trong gia đình các bạn nhé. Đó, thì cũng tranh thủ thời gian rảnh rỗi để review lên cho các bạn xem, đặc biệt là dành cho các bạn mà đam mê trong cái cảnh nhé. Đó, đây là cái giống trầu bà ở nhà mình các bạn này. Đấy. Đấy. Cái rễ nó rất là nhiều nhá, cái rễ rất là nhiều này. Đấy nhá, quay cho các bạn xem này. Đấy, rễ rất là tốt nhá. Rễ dài này. À, bây giờ là cũng hơn 6 giờ rồi các bạn. Trời cũng hơi tối thì mình có bật đèn lên một chút nhá. Thì có gì các bạn xem các bạn thông cảm tí nhá. Đấy. Rồi. Cái rễ của nó đây này. Rất là dài luôn. Thì một số bạn họ có nói là có chia sẻ đến kênh của mình là ở một số địa phương là không có cái cây này nhá. Nhưng mà ở mình thì rất là nhiều, nhưng mà rất là tiếc là mình ở xa quá, không là mình sẽ chuyển cho các bạn luôn đấy. Đó, thì bạn nào không có cái giống cây trầu bà này thì các bạn có thể lên mạng nhé, các bạn đặt hàng online và mình thấy có rất là nhiều nhiều nơi họ bán thì các bạn chuyển hàng về nhé, họ sẽ chuyển hàng về tận nhà cho mình, các bạn trồng nhé. Cái cây này rất là dễ trồng. Đó thì để trồng cái cây này thủy canh thì các bạn, cái thứ nhất là các bạn phải có cái giống trầu bà này, cái thứ hai là mình phải có cái chai thủy tinh hoặc là chai nhựa nhá. Đó thì lúc này là mình vừa quay cho các bạn xem là mình vừa rửa xong này, cái này thủy tinh các bạn này, có đổ nước vào nhá. À, nước này là mình dùng nước giếng các bạn nhé, không có dùng nước máy nhá, bởi vì nước máy là không có tốt cho cây, cho nên là các bạn là nên lấy nước nước giếng. Còn nếu mà các bạn nào mà ở các cái khu vực đô thị mà các bạn không có nước giếng ấy, thì các bạn lấy nước máy thì tốt nhất là các bạn đổ ra ngoài xô. Đó, các bạn để cho nó bốc hơi hết khí clo khoảng trong vòng 24 tiếng nha. Rồi sau đây các bạn mới lấy cái nước đó các bạn trồng nha. Thì cái cây nó mới sống được và nó mới phát triển được nha. Đó, chúng ta không có lấy nước máy. Đây là cái chai nhựa các bạn này. Thì cái này mình có thể tận dụng những cái lò, cái chai về đựng thức ăn hoặc là đựng mắm muối gì đấy. Đấy, mình rửa sạch đi rồi là mình trồng. Đó, nói chung là nhựa hay thủy tinh thì cũng như nhau nha các bạn nhé. Thì các bạn, thứ hai là cái kéo này. Cái kéo thì mình dùng để mình cắt cắt rễ hoặc là cắt cành nó bị dư. Ở đây thì mình lấy thêm nước giếng các bạn này. Đấy, nước rất là trong nhá, trong. À, thì để trồng cái cây này thì các bạn chú ý là mình cắt bớt rễ này, thứ nhất là cắt bớt rễ này. Và cái cây trầu bà này các bạn chú ý là nó sẽ ra rễ ở các cái mặt này nhá, cái mặt này. Thì các bạn để trong nước khoảng tầm 1 tháng ấy, thì nó sẽ bắt đầu ra rễ rất là nhiều. Đấy, dọc quanh cái mặt này. Đó, nó sẽ ra rễ đầy luôn cả cái cây này luôn. Đó, luôn cả cái chậu thủy tinh hoặc là chậu nhựa này luôn này. Đó, và cây này thì ưa bóng râm các bạn nhá, ưa bóng râm. À, cho nên là các bạn có thể trồng dưới mái hiên hoặc là các bạn có thể đem vào trong nhà nhá, trong phòng khách để các bạn trồng hoặc là để lên bàn làm việc, thì cây này đều sống được nhá. Đó, rất sống được. Chứ mà cái cây này mà các bạn mà để trực tiếp ngoài nắng ấy, ví dụ như là khoảng tầm 10 giờ sáng đến khoảng 2 3 giờ chiều, là các bạn để trong khoảng thời gian dài từ 1 tuần đến 2 tuần là cái cây này nó sẽ phát triển chậm lại và nó không sống được các bạn nhé. Nói chung là nó không phát triển được luôn và rất là tốn thời gian chăm sóc. Đấy, cho nên là để cái cây này nó phát triển tốt thì các bạn nên để ở trong khu vực bóng râm, hoặc là các bạn để trong phòng thì các bạn nên để xung quanh cửa sổ nhé. Đó, xung quanh cái cửa sổ mà có ánh nắng nhẹ hoặc là có thông thoáng gió để cho nó quang hợp một ít nữa. À, bây giờ mình sẽ bỏ bỏ nó vào các bạn nhé. Đấy, đầu tiên là mình sẽ bỏ nó vào trong cái chậu nhỏ nhỏ này cho cái xem sao nhá, bỏ vào cái chậu thủy tinh nhỏ này xem sao nhá. Nếu mà mình bỏ không vừa thì mình lại bỏ vào cái chậu này lớn hơn này. Đấy. Cái này mình cắt rễ đi các bạn nhé, cái rễ nào dài quá thì mình cắt bớt đi nhá. Đấy, cái này dài dài thì mình cắt mình bỏ đi. Rồi, xong rồi thì chúng ta sẽ gắn bỏ vào thôi. Bỏ vào trong cái chậu này. Đấy. Đó. Thì khi các bạn bỏ như thế này thì rồi chờ tí các bạn nhá. Cái này nó bị mất bóng điện. Đấy. Thì sau khi các bạn bỏ như thế này thì các bạn sẽ cố định ở trên cái cửa sổ nhá, hoặc là ở trên bàn nhá. Đấy, mình phải cột lại thì nó mới được các bạn ạ. Đó. Đấy, hoặc là mình bỏ vào trong cái này này. Trong cái chậu lớn này thì nó sẽ đẹp hơn này. Đấy.
Sau khi các bạn bỏ vào như thế này thì khoảng 2 tuần sau là các bạn sẽ chế nước một lần nhé. Đấy, trong khoảng 2 tuần sau thì cái lượng nước nó sẽ giảm đi khoảng một nửa, bởi vì cái cây này hút nước rất là mạnh các bạn nhé. Đấy, cho nên chú ý là khoảng 2 tuần là mình lại đổ nước vào một lần đó. Đó. Cái này thì để vậy thôi. Đó. Cây này rất là dễ trồng. Và thứ hai là khi mà các bạn bỏ vào trong nước giếng như thế này rồi ấy, thì nếu các bạn muốn những cây này nó phát triển nhanh và đẹp hơn nữa thì các bạn có thể là ra các cái cửa hàng cây cảnh nhé. Các bạn là mua cái lò lò nước chất lỏng ấy, cái lò mà chất lỏng chất dinh dưỡng dùng cho cây trồng thủy canh ấy, các bạn mua về và các bạn nhỏ thêm vào trong này nhé, để cho tăng chất dinh dưỡng và giúp cái cây này phát triển nhanh hơn nhé. Đó thì các bạn có thể tham khảo tại một số cái cửa hàng họ trồng cây cảnh, họ bán cây cảnh đấy. À, như vậy thôi các bạn nhé, rất là đơn giản như vậy thôi. Do đây là mình đang quay vào ban đêm, quay vào cái buổi tối đèn điện cho nên là nó cũng chưa được rõ nét lắm đấy, cho nên là thì sau thời gian tới thì mình sẽ làm thêm một số cái clip về trồng cây rau bà này nữa, thì mình sẽ tiếp tục quay lên cho các bạn xem nhé. Đấy, thực ra cái cây nó rất là đẹp các bạn ạ, nếu mà quay ngoài ánh nắng ngoài trời thì nó có cái màu xanh mướt rất là đẹp. Rồi, mình xin dừng video tại đây nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và chúc tất cả các bạn trồng cái cây trầu bà này thành công nhé. Sau video này mà bạn nào có vấn đề gì các bạn cần chia sẻ thì các bạn tiếp tục comment ở dưới nhé. Mình sẽ trao đổi với tất cả các bạn về cái cách trồng cây trầu bà nhé. Nếu các bạn thấy thấy video của mình hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like và chia sẻ cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Để mình có động lực làm thêm các video khác chia sẻ tất cả các bạn nhé. Rồi xin chào tất cả các bạn.